quy trình thanh tẩy. Trước hết, chúng ta đọc bài nguyện 3 lần. Bài nguyện 1. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi tôi thân quyến của tôi hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng tôi nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được tẩy tịnh, giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễm tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thuần khiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi tôi thân quyến của tôi hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng tôi nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được tẩy tịnh, giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễm tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thuần khiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi tôi thân quyến của tôi hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng tôi nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được tẩy tịnh, giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễm tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thuần khiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. 6 câu sức mạnh tiềm thức, đọc 9 lần. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương trong cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi. Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay, để khi tôi làm bất cứ điều gì đều sẽ thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh, bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi. Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay, để khi tôi làm bất cứ điều gì đều sẽ thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh, bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi. Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay, để khi tôi làm bất cứ điều gì sẽ đều thành công. Có một tình yêu thiêng liêng bao bọc, vây quanh và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi. Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay, để khi tôi làm bất cứ điều gì đều sẽ thành công.
có một tình yêu thiêng liêng vây quanh, bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi, sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay để khi tôi làm bất cứ điều gì sẽ đều thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi, sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay để khi tôi làm bất cứ điều gì đều sẽ thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là mỗi ngày mới mẻ đối với tôi. Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay để khi tôi làm bất cứ điều gì sẽ đều thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi, sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay để khi tôi làm bất cứ điều gì sẽ đều thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương, thương lắm. Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa. Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhập với nhau để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mới mẻ đối với tôi, sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này. Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay, để khi tôi làm bất cứ điều gì sẽ đều thành công. Có một tình yêu thiêng liêng vây quanh bao bọc và chở che cho tôi, rồi cứ thế tôi bước đi trong sự an bình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương, thương lắm. Sống trong lòng biết ơn. Biết ơn tiềm thức của hàng vlog rất nhiều. Biết ơn vũ trụ, biết ơn luật hấp dẫn, biết ơn bố mẹ đã sinh ra con, biết ơn chồng yêu Phạm Đức Hạnh đã luôn chăm sóc vợ và gia đình con cái. Biết ơn các con Khánh Huyền, Bình An, Bảo An đã đến bên bố mẹ. Con biết ơn bố mẹ Nguyễn Công Dân, Ngô Thị Hà đã cho con mượn đất để làm nhà trong lúc con khó khăn. Con biết ơn bố mẹ đã luôn chăm sóc Khánh Huyền, Bình An và Bảo An từ lúc mới sinh ra đến tận bây giờ. Con biết ơn bố mẹ chồng vì đã sinh ra chồng con. Chị biết ơn em gái Nguyễn Thị Thanh Nga và các em trai đã chăm sóc chị lúc sinh nở và các cháu lúc ốm đau. Chị biết ơn các cô chú em của chồng. Em biết ơn các thầy cô giáo ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp và thầy Nguyên Trần, thầy Nguyễn Hữu Lam và cô Nguyễn Thị Hải, cô Sắc Liên và những video của các bạn trẻ trên YouTube, Facebook đã dạy cho mình kiến thức.
Mình biết ơn ban lãnh đạo Đài Truyền hình Điện Biên, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Điện Biên đã cho tôi thời gian trải nghiệm về công việc. Tôi biết ơn những người bạn đã ghi dấu vào công việc của tôi. Tôi biết ơn cộng đồng mạng YouTube, Facebook, đa nền tảng đã luôn tương tác với tôi. Tôi biết ơn máy tính và các ứng dụng đã giúp tôi trong công việc. Tôi biết ơn những tác giả của các phần mềm và ứng dụng đã thiết kế và lập trình để tôi ứng dụng vào công việc của mình. Tôi biết ơn tất cả những người bạn đã đến bên tôi cả những lúc hạnh phúc, thành công và những khi tôi khó khăn. Tôi biết ơn những bạn học viên toàn cầu đã mở lòng đón nhận những kiến thức của tôi chia sẻ và cảm ơn các bạn đã áp dụng kiến thức đó vào công việc. Chị biết ơn vợ chồng Thành Nhung đã cho chị hiểu rõ câu chuyện cây bút để thực hành lòng biết ơn. Em cảm ơn thầy George Michael George với năng đoạn kim cương để em hiểu và thực hành gieo hạt, người chia sẻ. Tôi biết ơn tất cả những tấm lòng nhân ái khắp nơi như Madame Đỗ Liên, thầy Tần Nguyễn, chị Kim Bích Ngọc, chị Tăng Thị Vân Anh và hàng trăm người bạn khác đã luôn đồng hành cùng với tôi cả về vật chất và tinh thần để tôi có nguồn quỹ và năng lượng đến với những hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình từ thiện và thiện nguyện. Tôi cảm ơn những người đã lừa dối, lừa đảo tôi vì đã cho tôi thêm nhiều bài học trong cuộc sống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thương lắm, thương lắm, thương thương lắm. Thương lắm, thương lắm, thương thương lắm. Thương lắm, thương lắm, thương thương lắm.